Các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Thành phố Hồ Chí Minh 1.226 ca, Sóc Trăng 894 ca, Tây Ninh 893 ca, Cà Mau 822 ca, Đồng Tháp 744 ca, Bến Tre 712 ca, Cần Thơ 675 ca, Hà Nội 637 ca, Khánh Hòa 587 ca, Bình Phước 579 ca, Bạc Liêu 570 ca, Vĩnh Long 556 ca, Đồng Nai 434 ca, Bình Dương 381 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 381 ca, Tiền Giang 376 ca, An Giang 355 ca, Trà Vinh 352 ca, Hậu Giang 335 ca, Kiên Giang 328 ca, Bình Định 232 ca, Bình Thuận 219 ca, Đà Nẵng 198 ca, Thanh Hóa 192 ca, Lâm Đồng 186 ca, Thừa Thiên Huế 182 ca, Hải Phòng 180 ca, Bắc Ninh 146 ca, Hưng Yên 144 ca, Nghệ An 124 ca, Quảng Nam 122 ca, Hải Dương 101 ca, Hà Giang 94 ca, Ninh Thuận 88 ca, Phú Yên 74 ca, Gia Lai 67 ca, Quảng Bình 57 ca, Lạng Sơn, Long An cùng có 55 ca, Đắk Nông 54 ca, Thái Nguyên 52 ca, Vĩnh Phúc, Hòa Bình cùng có 48 ca, Quảng Ngãi 44 ca, Nam Định 34 ca, Thái Bình 31 ca, Quảng Trị 29 ca, Quảng Ninh 28 ca, Lào Cai 22 ca, Phú Thọ 15 ca, Yên Bái 14 ca, Hà Tĩnh 12 ca, Bắc Giang 11 ca, Sơn La 8 ca, Điện Biên, Tuyên Quang cùng có 6 ca, Hà Nam 4 ca. Kể từ đầu mùa dịch đến nay, Việt Nam có tổng cộng 1.382.272 ca nhiễm, đứng thứ 33 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 149 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 27.402 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pluavongpháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.